Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với channel ống xe hơi. Trước mắt anh chị là bản Mazda 3 Luxury. Bản này là giá niêm yết là 619 triệu, đúng không ạ? Ngoài ra thì như các bạn đã biết thì Mazda 3 ở năm 2023 nó phân phối với 3 phiên bản là Deluxe 579 này, Luxury là 619 và Premium là 729. Thì trong năm 2024 bên em sẽ ra thêm một phiên bản là bản Signature nhé. Nó sẽ là bản cao cấp nhất và đắt hơn 10 triệu. Đắt hơn 10 triệu thì thật sự là nó được trang bị thêm khá khá option đấy. Cam 360 này, đúng không ạ? Và lên thêm một inch của cái mâm, là sẽ lên mâm 18 inch giống như ở trên Mazda CX-3 mà em quay cho anh chị. Rồi, nó cũng chưa sẵn xe thì em hôm nay em sẽ quay trước cái bản Luxury này. Bản này cũng là bản bán rất là chạy trong cái đợt chạy thuế vừa rồi. 619 triệu thì hiện nay bên em đang tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, dàn phim cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình và có thể có một số phụ kiện nữa kèm theo xe. Anh chị có thể alo trực tiếp đàm phán với bên em nhé. Bản Deluxe hay là bản Premium, bản Signature thì cũng sẽ áp dụng chương trình bán hàng khuyến mại giảm giá và 1 năm bảo hiểm thân vỏ và cũng như các phụ kiện em kể trên. Đó, 729 thì các bác ra biển ở Bắc Ninh với bản full nó sẽ suýt soát 800. Mình hết giảm thuế rồi mà, đóng thuế 10% và cộng thêm khoảng 5-7 triệu tiền đăng ký đăng kiểm nữa. Bản Deluxe 579 thì các bác sẽ ra biển vào khoảng tầm hơn 650 một chút nhé. Nhưng mà cá nhân em thì tư vấn các bác là với cái mức lệch 40 triệu giữa bản Deluxe và bản Luxury ấy, thì mình nên cố gắng là lấy bản Luxury. Đây này, cánh đuôi gió này, ghế da này, gương chống chói này, ghế chỉnh điện này. Đó, tất nhiên thì auto hold hay là phanh tay điện tử thì nó được trang bị rồi. 40 triệu thì mình được hơn rất là nhiều thứ so với bản Deluxe. Đấy, phiên bản này thì bọn em cũng có luôn màn hình cảm ứng này, cruise control, điện thoại rảnh tay. Cái Mazda 3 này thì ngày trước nó hay bây giờ nó vẫn là một xe phân khúc C. Tuy nhiên thì với cái thực trạng là đao giá của các hãng xe để mà thi đấu về thị phần ấy thì cái mức giá mà tiếp cận khách hàng thời điểm này của Mazda 3 cũng rất là tốt rồi. 700, thời điểm trước chỉ khoảng 650 thôi. Thời điểm này thì các bác tăng thuế rồi thì các bác mua khoảng 700. Nó vẫn là hợp lý ấy. Thì người với khách hàng mà mua trả góp thì bên em hỗ trợ trả góp từ 20 trả trước 20% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm, mình vay tối đa được khoảng 80%. Thì các bác chuẩn bị giúp em vào khoảng tầm hơn 200 một chút là chúng ta có Mazda 3 để ra biển lăn bánh mới hoàn toàn rồi. Lãi suất hiện nay nó sẽ dao động vào khoảng 8-9% trong một năm đầu và từ năm thứ hai có thể thả nổi lên khoảng 12-13%. Cái này cũng có thể thay đổi theo thời điểm nhé. Anh chị mà có nhu cầu tư vấn thêm thì cứ alo trực tiếp của bên em để bên em hỗ trợ. Xin chào, em quay nhanh cái video về Mazda 3 thôi. Xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.